Thưa quý vị, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cũng đã tặng 4.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà 700.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và một túi quà trị giá 200.000 đồng, được trao tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện vùng cao Điện Biên Đông và một số địa phương của tỉnh. 4.000 suất quà này do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên kết nối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Điện Biên, Trung tâm Từ thiện Xã hội Chùa Hồi Long và một số đơn vị tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm và đủ đầy hơn.